Rồi, chào anh chị và các bạn. Hôm nay Tâm xin quay lại để giới thiệu cho anh chị và các bạn một dãy nhà 6 căn cực đẹp nằm trong vị trí mặt tiền đường luôn anh chị và các bạn nha. Thì ở đây 6 căn và Tâm bán hết 3 căn, chỉ còn 3 căn dành cho anh chị nào mà nhanh tay gọi đến số điện thoại bên dưới video. Và đặc biệt là Tâm có phần quà rất là ưu đãi dành cho anh chị và các bạn luôn. Thì vị trí nhà của mình là ngay trục đường Hương Lộ 11 nha anh chị và các bạn. Từ chợ Hưng Long vào bên trong nhà chỉ có 5 phút thôi. Đối diện với lại ủy ban xã Hưng Long luôn anh chị và các bạn nha. Thì dãy nhà của mình là hai mặt tiền tráng nhựa luôn. Đường đây là đường 5m nha anh chị và các bạn. Xe hơi, xe tải đi tránh nhau thoải mái luôn. Và đây là đường mặt tiền đường Trần Thị Non nha anh chị và các bạn nha. Đó, rất là đẹp, rất là tiện luôn. Thì Tâm giới thiệu cho anh chị và các bạn, đây là một dãy nhà cực sang luôn, theo thiết kế là nhà trắng luôn anh chị và các bạn luôn nha. Thì giống như là mình về, mình khỏi cần bầu cử mà mình vô nhà trắng mình ở luôn, rất là tuyệt vời luôn anh chị và các bạn luôn. Đấy, thì với những cái tông màu phối hợp như là màu trắng và màu đen rất là đẹp. Ở đây thì mình có thể tiện kinh doanh mua bán luôn. Ở đây cho thuê được một căn là 4 triệu một căn đến 5 triệu luôn anh chị và các bạn luôn nha. Ở đây cực kỳ là sang luôn. Và mặt tiền đường nếu anh chị có thể cho thuê kinh doanh mua bán cháu lòng, cháu gà, cháu vịt gì rất là tiện lợi luôn. Thì diện tích của căn gốc hai mặt tiền đây là ngang 5, dài 20. Kết cấu là một trệt, hai lầu đúc suốt hết hai tấm luôn anh chị và các bạn nha. Và rất là sang trọng luôn. Đó, ở khu vực này mình có thể là kinh doanh mua bán. Giá căn nhà này chỉ hơn 2 tỷ xíu thôi. Vui lòng anh chị xem đến phần cuối video, Tâm sẽ báo giá chính thức cho anh chị và các bạn. Thì ở đây có đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ luôn. Nước ở đây rất là mạnh luôn anh chị và các bạn nha. Và khu vực này thì sau này đây là mình sẽ là mặt tiền lắp kênh này luôn nha anh chị và các bạn nha. Đối diện là có một cái biệt thự sân vườn luôn, rất là sang luôn anh chị và các bạn. Đó, khu vực này là rất là an ninh, khu dân trí cao và xây dựng biệt thự rất là nhiều luôn anh chị. Rồi, thì anh chị thấy một cái vẻ đẹp rất là uy nghiêm nha anh chị nha. Đó, giờ mình đang ủng hộ tổng thống lên đương nhiệm ở bên Mỹ. Thì bây giờ đây, anh chị và các bạn mua căn nhà, Tâm sẽ hỗ trợ một căn nhà rất là đẹp luôn, tặng xe hơi luôn anh chị và các bạn, tặng một chiếc xe hơi luôn đó, ủng hộ tổng thống Donald Trump luôn anh chị và các bạn nha. Đó, thì căn nhà này anh chị thấy với phối màu là màu trắng và màu đen, rất là đẹp, rất là sang luôn anh chị và các bạn nha. Đó, ở bên trước thì có một cái trụ cột, hai trụ cột rất là đẹp và một cái hàng cửa bốn cánh nha anh chị và các bạn, rất là sang dành cho anh chị và các bạn luôn. Đó, cắt sắt CNC màu đen, sơn đen rất là đẹp luôn anh chị. Rồi, sân trước của mình đây là 2m nha anh chị, rất là thoáng, rất là rộng. Và mình để một, Tâm đang chuẩn bị cho anh chị là một bộ bàn ghế đá luôn anh chị. Rồi, đây là có một cái hành lang bên hông của mình, có thể trồng cây, có thể phơi đồ, hoặc anh chị có thể để xe ở đây khá là tiện luôn anh chị nha. Có vòi nước để rửa sân, rửa xe, rất là đẹp luôn. Và Tâm đã làm hàng rào cho anh chị, hàng rào sắt luôn anh chị nha. Đó, rất là sang, rất là thoải mái luôn. Và khu vực này thì căn góc đây có nhiều cửa sổ lắm nha anh chị và các bạn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Một căn nhà ngay mặt tiền đường mà chỉ có 2 tỷ hơn thôi anh chị và các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, mời anh chị và các bạn vào bên trong không gian của nhà. Thì khi mà vào bên trong không gian của nhà thì có một cái lớp cửa này, nhôm xin pha kiến cường lực nha anh chị và các bạn. Rất là đẹp, rất là kiên cố luôn anh chị. Đó, bốn cánh kiến cường lực 10 ly luôn anh chị. Và những căn nhà bên đây thì Tâm ép cọc bê tông là 12m nha. Bây giờ hiện tại thì Tâm không còn làm cừ tràm như những người khác. Thì Tâm ép cọc bê tông không là cừ tràm, thì mình chỉ còn có 10 năm hoặc 20 năm thôi. Còn đây là vĩnh viễn luôn anh chị nha. Đó, thì cô đây đang lao kiến này. Đó, anh chị thấy cực sang luôn. Rồi, đây là khu vực của phòng phòng khách nha anh chị và các bạn nha. Phòng khách thì rộng 20m², rất là thoải mái và rất là thoáng luôn. Ở bên trên trần thì Tâm làm là trần thạch cao, cao đến 3m luôn anh chị nha, 3m luôn, rất là cao luôn anh chị. Và với hệ thống đây rất là sang luôn anh chị, với những cái tông màu và làm như họa tiết hoa văn rất là tinh xảo luôn anh chị và các bạn luôn. Ở đây thì mình để một bộ sofa hoặc là mình để một cái bộ bàn ghế rất là đẹp luôn anh chị, rất là sang trọng luôn. Và có cửa sổ. Khu vực này mình để kệ tivi là khá là chuẩn luôn anh chị nha. Đó, rất là sang luôn anh chị. Rồi, đây là không gian của phòng bếp.
Thì trước khi mà vào bếp thì có một cái nhà vệ sinh bên dưới, có nhà vệ sinh bên dưới, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo vòi sen luôn anh chị nha. Đó, rất là sang luôn anh chị và các bạn. Rồi, đây khu vực của phòng bếp đây khá rộng luôn, 30 mét vuông dành cho anh chị và các bạn luôn nha. Đó, và có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới bằng gỗ BDF chống trơn trượt, chống mối mọt luôn anh chị và các bạn nha. Và mặt bếp bằng đá hoa cương nha anh chị và các bạn, bồn inox 304. Ở đây thì nước cực mạnh luôn anh chị, đây nước cực mạnh luôn nha anh chị nha. Đó, bồn rất là kiên cố và chắc chắn luôn anh chị. Rồi, ok, thì có cửa đằng hông nè anh chị nha. Đó, mình có thể tiện đi ra ngoài bên đây để mình phơi đồ, rất là tiện luôn. Và để gió thổi ra thoáng mát cho cái phòng bếp của mình. Thì ở trên trần anh chị thấy là tất cả hệ thống trần thạch cao của Tâm. Đấy, anh chị thấy là hoa văn họa tiết rất là tinh xảo luôn. Và ở dưới sàn tất cả đều là gỗ, đều là đá gạch men bóng kiến, gạch 60 hết, 100% hết luôn cho anh chị và các bạn, rất là sang luôn. Tường đà riêng, cột riêng hết. Và đây là hệ thống cầu thang nha anh chị và các bạn. Hệ thống cầu thang bằng đá hoa cương với chiều dài là 1m2, đi rất là thoải mái và thuận tiện luôn. Tay vịn bằng gỗ căm xe và kiến cường lực nha anh chị nha. Gỗ căm xe cực sang, cực đẹp luôn anh chị. Và khu vực phòng khách đây Tâm có để một cái bậc tam cấp để anh chị để những bình rượu ngâm hoặc là những cái bức bộ tượng là tam đa đó, phúc lộc thọ, rất là đẹp luôn chị. Và hiện tại Tâm đang đứng trên tầng 1 của căn nhà, thì lúc nãy Tâm chưa giới thiệu cho anh chị và các bạn về căn nhà rất là đẹp luôn, là nhà này ở hướng bắc và công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 4 nhà vệ sinh và 4 phòng ngủ luôn chị và các bạn nha. Và một phòng thờ rất là đẹp luôn chị và các bạn, cực kỳ sang luôn. Thì đây Tâm đang giới thiệu cho anh chị và các bạn là phòng ngủ thứ nhất của căn nhà. Đó, phòng ngủ thứ nhất của căn nhà đây có cửa hậu bên hông luôn chị. Đó, thì phòng ngủ này có dây, có nhà vệ sinh bên trong và có dây đồng máy lạnh đi hết cho anh chị và các bạn rồi. Về chỉ cần nhận chìa khóa trao tay thôi anh chị nha. Đó, thì căn nhà mà chỉ cần có hơn 2 tỷ thôi mà đã nhận được căn nhà cá tuyệt vời luôn anh chị và các bạn. Đây là cửa hông nè anh chị nha. Thì ban công anh chị thấy đổ suốt luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Và tất cả sàn trên đây Tâm đổ là đổ thật hết nha anh chị nha. Đó, với ban công là có đèn. Và khu vực đây là đông dân cư, xe đi lại rất là nhiều luôn anh chị nha. Đó, rất là sang và rất là đẹp luôn anh chị, tuyệt vời dành cho anh chị và các bạn luôn. Và phòng ngủ này là rộng khoảng 30 mét vuông nha anh chị nha, rất là rộng luôn. Đó, rất là sang, có nhà vệ sinh bên trong trong phòng ngủ luôn. Đó, có bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen và tất cả đều làm bằng kính nha anh chị nha. Đó, rất là sang nha anh chị. Đấy, rồi tiếp đến là có một cái nhà vệ sinh bên ngoài để phục vụ cho phòng ngủ thứ hai nha anh chị nha. Đó, nhà vệ sinh Tâm cũng đang cho người lau dọn, rất là đẹp luôn. Đó, thì cái này có bồn cầu liền khói, bồn lavabo, vòi sen. Đó, để mình có thể tắm rửa rất là thoải mái, vệ sinh rất là ok luôn chị. Rồi, đây là phòng ngủ khoảng 30 mét vuông luôn chị nha, có ban công 2 mét luôn chị, và có cửa sổ đầy đủ dành cho anh chị và các bạn, rất là thoáng luôn chị. Đây, buổi trưa mà không có bị nóng luôn chị nha. Đó, có cửa sổ bằng nhôm xi pha luôn chị. Đó, rồi hệ thống ống đồng, dây máy lạnh đầy đủ dành cho anh chị và các bạn luôn. Và có cửa sổ rất là nhiều. Đó, rất là thoáng luôn anh chị nha. Rồi, ok. Thì đây ban công Tâm đưa cho anh chị và các bạn xem. Đó, rất là thoáng luôn anh chị nha. Đây là ban công với hàng ban công cắt sắt CNC rất là đẹp luôn anh chị và các bạn, rất là sang luôn. Và ở đây ngân hàng cho vay 50-70% giá trị nhà, công chứng ngay trong ngày luôn nha anh chị, sổ riêng luôn anh chị. Đó, anh chị thấy xe hơi xe tải đi rất là thoải mái luôn, cực kỳ sang luôn. Thì công năng sử dụng ở tầng 1 anh chị đã xem cùng Tâm rồi, thì có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh và ban công rất là dài luôn. Thì mời anh chị và các bạn lên trên tầng 2 nha. Thì tầng 2 cũng có hệ thống cầu thang đó, bằng đá hoa cương và tay vịn bằng gỗ căm xe, hình zig zag rất là đẹp luôn chị. Rồi,
Đấy, thì anh chị thấy là khi mà mình lên tầng 2 thì rất là thoáng luôn anh chị nha. Đó, mở hết đầy đủ hết đèn. Rồi đây là phòng ngủ thứ 2 của căn nhà nha anh chị. Đây phòng ngủ thứ 3 luôn nè, nó rất là thoáng luôn anh chị nha. Phòng ngủ thứ 3, đó. Cũng 30 mét vuông nha anh chị và các bạn nha. Rất là thoáng luôn. Và có đèn ngủ, dây chờ, máy lạnh luôn, ống đồng luôn anh chị nha. Và nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ nha, rất là thoáng luôn, rất là sang trọng luôn dành cho anh chị và các bạn nha. Đó, tâm ốp gạch lên tới trần luôn anh chị. Đó, đầy đủ hết dành cho anh chị luôn. Rồi đây là ban công, cũng giống như bên dưới luôn anh chị nha, nhưng ban công này khá là thoáng nha, tại vì do là bên trên. Đó, anh chị thấy không, rất là thoáng. Và nếu anh chị thích để thêm những cái chậu cây chậu kiển trên đây thì khá là tuyệt vời nha anh chị. Đó rồi đó, anh chị thấy không, cực kỳ là sang trọng dành cho anh chị và các bạn luôn. Và đi cùng Tâm ra ngoài đây nha anh chị. Thì anh chị thấy đi qua ban công thì rất là thoáng nha, nhìn tại vì khu vực này thì là 6 căn này của Tâm là đẹp nhất. Và ban công thì có ống cống luôn để mà khi mà thoát nước, đổ thoát nước đầy đủ hết dành cho anh chị luôn. Đó, rất là thoáng luôn anh chị nha. Rồi đây chị thấy cực sang luôn anh chị nha. Đấy, đây là phòng ngủ cuối cùng anh chị, phòng ngủ cuối cùng rất là sang trọng nha anh chị nha. Đó, rất là thoáng mát luôn. Đó, thì khi mà anh chị thấy một cái phòng ngủ như vậy thì có phù hợp với anh chị và các bạn, một căn nhà tuyệt vời luôn. Ở đây có giếng trời luôn anh chị, có thể mở ra mở vô thoải mái luôn anh chị nha. Đó, và tất cả ở đây đều có cửa sổ rất là thoáng luôn anh chị. Đó, cửa sổ rất là thoáng dành cho anh chị và các bạn luôn. Thì Tâm xin thông báo và đặc biệt là tóm lược lại cho anh chị và các bạn về thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường Hương Lộ 11, từ chợ Hưng Long, Bình Chánh vào bên trong nhà chỉ có 5 phút thôi, và đặc biệt là đối diện với lại Ủy ban xã Hưng Long. Căn nhà này với diện tích là ngang 5 và 20, căn góc hai mặt tiền, một mặt tiền là Trần Thị Non và một mặt tiền là liên tổ 48 nha anh chị và các bạn nha. Với kết cấu của căn nhà là một trệt hai lầu. Một phòng, công năng sử dụng của căn nhà này là một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ và 4 toilet anh chị, rất là thoáng luôn anh chị và các bạn nha. Và sân trước 2m, và đặc biệt là có một cái ban công rất là thoải mái dành cho anh chị và các bạn. Nhà này ở hướng Bắc, giá căn nhà này chỉ có 2.350.000 thôi, còn thương lượng và tặng cho anh chị riêng một chiếc xe. Đó, rất là đẹp luôn anh chị và các bạn, một chiếc xe hơi luôn anh chị nha. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hãy nhớ like, share, comment kênh của Tâm. Và Tâm có nhiều mẫu nhà từ nhỏ đến cao luôn anh chị và các bạn nha. Là 500 mấy, 600 mấy, 700 mấy, 800 mấy, 1 tỷ 2, 1 tỷ 6, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 3 và đặc biệt là có 3 tỷ rưỡi luôn anh chị và các bạn nha. Do trực tiếp Tâm xây dựng cùng với các anh em nên giá cả là đưa đến cho anh chị và các bạn là giá sát sao nhất trên thị trường. Và bảo đảm là cam kết với anh chị là bảo hành 12 tháng luôn nha anh chị nha. Nếu anh chị chưa có điều kiện hãy nhớ giới thiệu cho Tâm. Những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm trực tiếp, Tâm sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn tất cả từ giấy tờ, thủ tục cho đến là vay ngân hàng luôn anh chị và các bạn nha. Và nhà này thì vay được ngân hàng 50-70%, sổ hồng trao tay công chứng ngay trong ngày luôn. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hãy nhớ like. Cảm ơn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Silent